Dạ em chào cô chú anh chị gần xa nha Thì hôm nay ngày 30 tháng 8 2002 Thì em xin cập nhật cho anh chị mình chính là một cặp bò cái tơ Đó và một cặp bò cái chữa nữa nha cô chú anh chị Bây giờ em sẽ sang máy qua con đầu tiên ha. Con bò cái tơ đầu tiên này em quan sát kiểm tra Thì con bò này nó không có xé mặt nha anh chị Đó xé lưng nói thì nghiêm chỉnh ha Mong đích cậy đuôi nó đều hoàn thiện ha Bò này thì rúng chiền nha anh chị Đó rúng chiền Chân sau nè, chân trước keng bò này cầm lớn xương to nha anh chị đó cái vàng hông bên đây ngay đùi nha anh chị thì em kiểm tra đem thấy là em thấy là có mấy cọng lông trắng nha nhỏ nhỏ nha anh chị đó mông đích thì mầm hen, hoa đen to đu dài đó chân móng bò này khoét rất là to rồi nha anh chị chân móng to đó cầm lớn đó móng sò gọn gàng ha còn về cái phần yếm con bò này thì yếm lòng hồng nha anh chị một nồi luôn hen. đó con bò này thì nó là mẫu bom bay lùng nha anh chị một cặp bò cái mẫu bom bay lùng Chiều cao thì cái con bò cái tơ đầu tiên này thì em đo ngay số lưng nha. Thì nó cao là 1 m sáu bò nha gì. 1 m sáu bò hen. Thì con bò này thì nó gần 10 tháng tuổi bò rồi nha gì. Con bò này thì anh chủ nhà cũng đã ghim giàm hen, Đó ghim giàm sổ giàm rồi đầy đủ hết cho cô chú anh chị mình rồi nha. Đó bò này anh chị đem về anh chị nuôi sinh sản nha. Mình không có cần mà ghim sổ lại. Em thấy một số anh chị mình không biết sổ giàm rồi sổ lại cũng cực ha. Bò này thì anh đã xỏ cái hồi mà tầm khoảng là 6 tháng anh đã xỏ ghim dàm rồi anh vậy cho đến tới nay luôn ha. Sau bây giờ em sẽ xem máy qua con bò cái tơ số 2 nữa cho anh chị mình coi ha. Đó, con bò cái tơ số 2 này em kiểm tra thì sáng mặt nghiêm chỉnh nha anh chị. Đó, sáu lưng thì cũng nghiêm chỉnh luôn ha. Mông đít thì mầm nha anh chị. Đó, rúng thì rúng chèn ha. Cái màu da của con bò cái số 2 tơ số 2 này thì lông da sát màu đỏ mặt nha anh chị. Đó, bò này có gu ha đó bò này em kiểm tra rồi thì không có len giá nha anh chị chân móng nó đều hoàn thiện á. móng sò mông đít ha mầm hoa đen to đó bò này không có len giá nha anh chị hoàn toàn nghiêm chỉnh ha mông đùi rất là mầm nha anh chị đó cái con bò cái tơ số 2 này thì nó được 9 tháng rưỡi tuổi bò rồi nha anh chị chiều cao thì em đo ngay số lưng á, thì cao là một m mười lăm thì cái cặp bò cái uh, bông bay lùn này thì chiều cao nói chung là nó đứng xen ngang với nhau như anh chị ơi nó rất là đều bò ha đó thì cái con số 2 này anh chủ nhà cũng đã ghim dàm sỏ mũi rồi nha chị. Nói chung là nghiêm chỉnh ha. Bò này chỉ đem về nuôi thôi nha chị. Đó, yếm thì lòng hồng hai con ha. Đó rất là đều nha chị. Đó, chân móng ha. Đều mà hoàn thiện hết. Chân móng thì có kiền khủ nha chị. Đó, cao thì cao 1m15 ha. Con đầu nãy quay bên kia là nó cao là 1m16 nha chị. Đó, hai con này 1m15, 16 bò nha. Đó. 10 tháng nha cô chú anh chị, hai con này thì 9 đến rưỡi 10 tháng tuổi bò ha, hoàn toàn nghiêm chỉnh nha chị. Và cái đôi bò cái tơ này thì ngày hôm nay thì em đã thương lượng với anh chủ nhà rồi. Thì anh báo giá của em là 31 triệu nha anh chị. 31 triệu cho cái đôi bò cái tơ này ha. Thì cô chú anh chị quan tâm về cái đôi bò cái tơ. Mẫu bơm bay lùng này mình đem về nuôi bò cái sinh sản lâu dài. Thì anh chị mình cứ liên hệ cho em sớm nhất nha anh chị. 31 triệu thì giá này anh chủ nhà có bớt tiền xe nha. Bây giờ em sẽ quay luôn rồi cái cặp bò cái chữa nha anh chị. Cặp bò số 2 con đầu tiên nha. Đó đây là con bò cái chữa nha anh chị. Đó, sáng mặt sẽ lên nói là hoàn toàn nghiêm chỉnh ha cao ráo thả đòn dài đó dưới đây nó dàn rúng nha gì rúng chèn dài ha đó chân móng gì quan sát ha bò này thì chân móng trước sau nó là đứng thẳng hoàn thiện ha xương to cầm lớn móng sò yếm mỏng nha gì đó màu da con bò này thì lông da sát màu đỏ mặt khan bò cái chỗ này thì lông da đẹp nha gì không có len giá nha lông da là những nhừ nha cô chú anh chị đỡ xét bò ha đuôi dài một nồi nha anh chị nó dài mà dài xém xét đất thèm xi măng luôn nha mẫu đẹp nha cô chú anh chị con bò này thì em đo em lấy thước em đo ngay xí lưng nha thì chiều cao cái con bò cái chữa đầu tiên này là nó cao là một m hai bò nha anh chị ở một m hai bò ha tàn lớn nha anh chị đứng tầng nhất nha bò này thì nó đẻ được hai con rồi và hiện tại thì nó đang chữa lại là nọc xin khú trắng bèn nha anh chị đang chữa là bò xin ha được hơn 3 tháng rồi nha cô chú anh chị và con bò cái chữa đầu tiên này Em bán về cho bà con mình gần xa Thì em cũng bao đầy đủ cho anh chị mình tứ đẻ nha Bao chữa, bao khám, bao loại tứ đẻ Và khi mà anh chị mua bò qua kênh các em Thì luôn có giấy tờ cam kết độc quyền trên kênh các em ha Con nào em cũng bao đầy đủ hết nha Chúng chị cứ bò chữa là em bao ha Đó Bò mẹ này thì lông da đẹp ha Không có len giá nha chị Rất là cao, có tàn nha anh chị Đó Đây là con đầu tiên nha đỡ điểm quay qua đây cho anh chị coi nè Đó, cái con này con số 2 nha bò này bông bay lùng nha chị đó bò này thì sẽ tích tợn nghiêm chỉnh luôn ha đó mông đích ha đó rúng cũng là rúng chiền dài nha chị chân móng hen, xương bự nha chị móng sò gọn gàng ha yếm cũng đầy đủ luôn nha chị thì cái con bò cái chữa số 2 nè thì em lấy thước em đo ngay số lưng nha thì nó cao là một m hai mốt bò nha, gì bông bay lùng ha đó thì con bò này thì nó cũng màu là cũng màu là đẹp nha gì lông da sát màu đó mặt khan học len giá nha gì chiều cao 1m21 ha đúng mẫu bô lùng nha cô chú anh chị thì cái con bò cái chữa số 2 này hiện tại nha gì nó đang chữa là bò xin ha đang chữa gần 5 tháng nha cô chú anh chị bao chữa bao khám bao lồi tứ đẻ cho anh chị mình luôn ha và con bò cái số 2 này thì nó đẻ được ba con rồi nha gì nó đang bầu lại lứa tư ha là nọc xin trắng bàn của mình nha cô chú anh chị đó chữa gần 5 tháng nha bao tứ đẻ đàng hoàng cho cô chú chim cần xa ha rồi em báo giá nhanh cho anh chị mình luôn nha Cái đo bò cái chữa này quý mức giá là 44 triệu nha quý chú anh chị 44 triệu cho cái đôi bò cái chữa đó ha Giá này thì anh chị mua hết đôi Mua cặp nhẹ thì anh chủ nhà có bớt tiền xe nha Đó hai con đều chữa anh chị đang chữa là bầu xin hết nha đó rồi cô chú chị mình đang quan tâm về hai cặp bò ngày hôm nay là hai cặp bò giá rẻ tiền á anh chị mình muốn sở hữu mình những cái đông bò này mình đem về nuôi bò sinh sản lâu dài thì anh chị mình cứ alo liền tay cho em ha để mình chốt hết hai cặp bò này về nhà của mình nha anh chị mua hết thì em sẽ bao xe cho anh chị mình trong phạm vi là 50 cây ha đó các anh chị mình quan tâm về hai cặp bò này xin anh chị mình hãy liên hệ với em sớm nhất để mình chốt hai cặp bò này về nhà của mình nha anh chị